3.000 chậu cúc của ông Tú đang phát triển tốt. Thời điểm này, ông tỉ mẩn chăm sóc để cây tạo tán và mầm hoa đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu thị trường thuận lợi, mùa hoa Tết năm nay, ông đạt lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng. Có thì cũng được 200 mấy chục triệu. Lãi suất thì lãi suất thì chắc được 70% được. Năm nay hoa giấy được nhà vườn chọn trồng nhiều với khoảng 2 triệu sản phẩm. Đến nay các nhà vườn đã hoàn thành công đoạn ghép nhánh, bước sang giai đoạn làm bông. Giữa cái nắng rát da, ông Phương vẫn miệt mài lặt lá cho gần 4.000 chậu hoa giấy. Bởi nắng càng nhiều, sắc hoa sẽ càng rực rỡ. Thị trường của mình là từ Nam ra Bắc, mạnh nhất là Hà Nội với Đà Nẵng. Rồi năm nay là ngay chỗ Lào với Campuchia về mua cũng rất mạnh. Hiện nay một số công ty, một số doanh nghiệp thì người ta thích thiên hoa giấy cổ ha, để nó do là cái hoa nó tương đối về chăm sóc và nở đồng loạt, thời gian nở kéo dài. Tết này nhà vườn Bến Tre sản xuất hơn 10 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại. Ngoài hoa treo, kiển lá, bà con còn trồng các giống hoa giấy ngoại nhập từ Thái Lan, Mỹ. Thời tiết thuận lợi nên sâu hại ít xuất hiện tấn công hoa kiểng. Chi phí sản xuất một số loại hoa cũng thấp hơn những năm trước. Điều này phần nào bù đắp cho thị trường được dự báo sẽ khó khăn do ảnh hưởng thiên tai và dịch bệnh.